đây là điều chỉnh dòng này anh em này. Đấy. Mình điều chỉnh dòng được ở cái núm này. Ở đây cho mình sẽ lắp thử mùa hàn một cái que 32. Cái bo này thì nó là một cái bo máy hàn gia đình dân dụng mini nên là anh em nên sử dụng que 2,5 ly thì nó sẽ đem cái tuổi thọ là cao nhất. Còn nếu anh em hàn 3,2 ly thì theo mình khuyên là mình nên hạn chế hàn. Nó hàn cũng được nhưng mà nó sẽ, nếu mà mình hàn mà kéo nhiều ấy nó sẽ hại máy. Thì cái bo này là nó rất là thích hợp cho nhiều anh em chế cháo hay là mình làm một cái máy hàn dân dụng ở nhà được. Đấy. Thì cái cách sử dụng hay là cái quá trình lắp đặt ấy thì mình đã nói chi tiết ở cái clip đầu tiên đấy để anh em có thể tham khảo. Điều chỉnh đây. Đây là clip test của mình. Đây anh em có thể xem cái mối hàn của nó này. Đây. Mối hàn nó. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, clip của mình kết thúc tại đây, thì anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ cho mình nhé. Chào anh em. Vâng, xin chào các bác, xin chào anh em. Thì hôm nay em xin làm một cái clip để quay cho anh em về hai cái bo máy hàn để sửa chữa hoặc chế cháo. Thì cái bo máy hàn Việt Sức anh em nó là hai cái bo máy hàn mà bên em bán rất là chạy, để nhiều các bác mà muốn chế một cái máy hàn hoặc là nhiều bác thợ mua về để sửa chữa những cái bo máy hàn nó không thể sửa được nữa thì mình thay, thì mình mua cái bo Việt Sức của anh em đây. Thì cái bo máy hàn Việt Sức của anh em đây nó sẽ có hai loại. Đấy, bên mình bán hai loại nhá. Đấy, bên trái màn hình đó là cái bo máy 250. Đấy, và bo bên phải màn hình đó là bo máy 200. Đấy, cách phân biệt của hai bo này cũng rất là dễ thôi. Đấy, đầu tiên là các bác nhìn dễ nhất, nó là ba tụ. Nó sử dụng ba tụ, đó là bo máy 250. Còn bo 200 nó chỉ sử dụng hai tụ thôi. Còn nếu mà anh em nào mà là thợ thì anh em có thể lật ở bên trong ra, thì cái con máy 250 nó sẽ sử dụng là 4 con IGBT. Còn con bo 200 thì nó sử dụng hai con thôi. Đấy, và chi tiết hơn nữa đó là cái bo 250 thì nó sẽ có rắc đèn, cái đèn hiển thị có là đèn báo, còn cái bo 200 nó không có. Đấy, đây là hai cái cách phân biệt, và giá của nó thì sẽ khác nhau, nó sẽ chênh nhau 100.000 các bác nhá. Cái bo này nó sẽ là 650, bo này là 550 thôi. Đấy, đây là các bác cân đối, nếu mà các bác thích bo nào thì các bác lấy bo đấy. Đấy, còn quá trình hoạt động có bo này nó sẽ chuyên sử dụng cho chuyên que 2,5 ly. Đấy, còn các bác nếu mà 3,2 ly mà cần phải dùng thì các bác hàn chấm, hàn ít thôi thì vẫn là ok. Đấy, còn khuyên nên dùng 2,5 ly, vì gia đình mình cũng chuyên hàn 2,5 ly hoặc là thợ hàn quảng cáo chế cháo thì mua bo này rất là tiện, nó sẽ rất là tiện hơn là các bác chế cháo mà mua cái những cái biến áp mà gọi là cái sóng các bác quấn. Đấy, thì nó dùng nó sẽ không được ổn định này, và nó cũng không chỉnh được dòng, và nhiều khi nó rất là nóng và rất là nguy hiểm. Còn bo này là nó là bo của những cái máy hàn mà mini mà nó bán trên thị trường ấy. Nếu mà các bác mà thắc mắc là bo máy của mình nó là sử dụng cái bo này hay là bo nào, thì các bác mở cái vỏ của các bác ra xem, thì nếu mà nó sử dụng là tích hợp một bo như này thì nó sử dụng tương tự bo này thôi. Thì thường là nhiều người ta vẫn hàn 3,2 ly. Đấy, vẫn rất là khỏe, bo này hàn khỏe nữa anh em nhé. Còn hôm nay em sẽ làm cái clip để hướng dẫn chi tiết cách lắp một số những cái phụ kiện gọi là linh kiện thiết yếu để cho cái bo này hoạt động. Thì cái bo này thì nó đã lắp sẵn những cái cần thiết rồi, có nghĩa là để nó hoạt động rồi, nhưng mà nó muốn để nó hoạt động chân chu và bền thì các bác phải lắp thêm, đó là thứ nhất, là cái quan trọng nhất đó là cái chỉnh chiết áp này. Cái chiết áp này, chiết áp này các bác phải mua ở các cửa hàng điện tử đấy cũng được. Đây, cái mã của nó là B102. Đấy, còn cái quan trọng nữa đó là cái quạt tản nhiệt để làm mát linh kiện. Đấy, quạt tản nhiệt này nó sẽ sử dụng là 24V. Kích thước của cái quạt trên tay em đó là 9x9, còn các bác có thể lắp 24V 12x12 cũng được. 9x9 này nó sử dụng cho những cái vỏ máy nhỏ, còn là các bác muốn nhỏ gọn thì mua cái bộ cái quạt này thì giá nó cũng rất hợp lý. Đấy, thì hôm nay em sẽ là hướng dẫn cho các bác cách lắp
Thì ở cái bo 250 này thì nó sẽ có những cái chân rắc cơ bản. Đây chân rắc X6. Đây các bác nhìn cái chữ X6 không? Thì nó là chân rắc về đèn báo. Thì cái này các bác có thể lắp thì càng tốt, nhưng không lắp thì nó không sao cả. Đấy, còn chân rắc tiếp theo nó là cái chân rắc X2. Thì chân rắc X2 này nó là cái chân rắc để lắp cái chiếc áp này. Đấy, thì khi mà các bác đặt cái gọi là cái đít của cái chiếc áp này ra thì nó sẽ có đầu tiên là cái mã này, và dưới nó là cái thương hiệu này, và đặc biệt là các bác quan tâm cho em là cái chân nó đánh số 1 2 3 đây, từ phải qua trái. Thì các bác sẽ quan tâm cho em là cái X2 này nó cũng có 3 chân. Thì cũng rất là xin lỗi các bác là bên em hiện tại là chưa cung cấp cái dây cắm sẵn, mà nếu các bác mua thì các bác phải lấy dây các bác hàn trực tiếp vào cho em. Đấy, bên em chưa có dây cắm sẵn nhá cho các bác. Thì dây số 1 này, cái chân số 1 này thì các bác hàn trực tiếp cho em vào cái chân số 1 của cái X2 này, cũng là từ phải qua trái nhá. Đấy, chân số 2 thì cũng là vào giữa, và chân số 3 thì cũng là vào chân số 3 từ phải qua trái. Đấy, thì rất là dễ thôi. Đây là cái các bác hàn, thì các bác đặt đằng sau ra thì nó sẽ hàn hơn. Đây, nó tương ứng được ba chân này, các bác hàn trực tiếp vào cho em. Đấy, thì đã xong cái chân chỉnh chiếc áp rồi. Thì các bác vặn lên vặn xuống thì nó sẽ khỏe hay yếu là nó do cái chiếc áp này, nếu mà mình hàn. Đấy, còn cái tiếp theo nó là cái chân quạt. Chân quạt thì nó sẽ là có 2 chân thôi, 2 chân này. Thì các bác cái quạt này nó có 2 dây. Thì cái dây đỏ này, các bác quan tâm dây đỏ này thì mình sẽ hàn vào cái dây cái chân bên trong nhé. Đấy, còn cái dây đen thì mình sẽ hàn vào chân bên ngoài. Đấy, bên ngoài tính từ cái ngoài bên này mình vào. Còn cái chân bên trong này nó là cái chân đấy, đây là gọi chân bên trong, đây là chân bên trong này. Đấy, bên ngoài 2 chân này thì đỏ mình sẽ đấu vào chân bên đây, cái chân mà cái đỏ này nó dính lại đấy, các bác hàn trực tiếp vào cho em không sao cả. Cái này các bác để ý là nó chỉ cần không chạm vào chân nhau là ok rồi, nó hoạt động. Đấy, còn cái bo 200 thì cũng thế thôi. Bo 200 thì nó cũng chân bên trong và bên ngoài, các bác hàn vào chân bên trong. Đấy, và bên trên này nó cũng là có chân X2, có cái rắc X2 đây. Để các bác lưu ý là nếu mà bác đã xác định mua cái máy ở cái bo này để chế máy hàn thì quan trọng nhất đó là cái an toàn khi mà mình thao tác. Đấy, đừng có cắm điện trước nhá, cắm điện trước thì đừng có cắm điện trước mà. Đấy, còn anh em có thể mua thêm công tắc hàn này. Đấy, công tắc thì bên mình bán là 15.000. Nếu mà các bác mua hai cái này thì bên mình sẽ tính là 50.000. Đấy, thêm 50.000 nữa. Có nghĩa là cái bo này là 650, còn bo này là 550 thì cộng 50.000 vào nữa. Đấy, nên nếu mà bác nào cần để mà mua bo để chế máy hàn thì em sẽ tư vấn cho các bác. Đấy, còn số điện thoại hay là những cái thông tin cần thiết thì em sẽ để ở phần mô tả dưới video này, dưới clip này thì các bác kéo xuống tham khảo nhé. Đây là cái clip em hướng dẫn cho các bác lắp đặt và cách phân biệt hai bo máy hàn. Nên các bác có ý kiến gì thì cứ để lại ý kiến ở phần bình luận thì em sẽ giải đáp cho các bác. Đấy, chào các bác. Ở đây là cái bo mình đã lắp hoàn thiện để hàn. Đấy, cái này thì bo này mình lắp nó cũng sơ sài để cho anh em dễ quan sát nhất. Đó là cái bo, đây là bo 200 này, bên mình bán này. Quạt gió mình đã lắp, mình đấu vào này. Đấy, nó thêm cái chiếc áp ở đây là để chỉnh dòng này, và một cái công tắc. Đấy, anh em có thể đấu công tắc hoặc là không đấu công tắc cũng được, nhưng thường mình đấu công tắc thì nó cũng tiện bật tắt hơn. Thì nếu mà anh em mà mua về thì mình khuyên là nên đóng một cái vỏ để nó kín để an toàn hơn. Còn đây là mình làm đơn giản để cho anh em dễ quan sát. Đấy, cái hai cọc dây thì anh em, một cái cọc anh em sẽ đấu vào cái tản nhiệt của cái bo này, và một cọc nó sẽ có một cái nắm sẵn ở trên bo, thì anh em có thể rất là dễ quan sát thôi. Đấy, bên mình sẽ có hai bo thì nó đều cấu tạo có hai cọc đấu như này hết. Đấy, anh em có thể là làm theo trên clip của mình. Thì những cái chân của nó lắp như nào thì clip trước mình đã chỉ kỹ lưỡng cho anh em rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em tham khảo, và đây là mình sẽ hàn thử cho anh em xem luôn. Đây, anh em để ý cho mình, quạt gió nó đang chạy này, thì hiện tại máy nó đang hoạt động rồi, thì mình sẽ hàn thử cho anh em xem. Mình để vào cái góc máy này. Đấy, mình sẽ hàn cái que 2.5 cho anh em xem nhé. Đây là que 2.5 này.